Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay tại điểm bán cây kiểng của anh Ngọc Tính ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mình xin giới thiệu clip này về những cây kiểng của ngày hôm nay. Rồi hôm nay có gì anh Tính ơi? Rồi chào anh Tính, chào tất cả bà con cô bác, anh chị em gần xa ha. Hôm nay qua kiểng Ngọc Tính có về một số cây bông trang, cây ngâu, kim quýt để giao lưu cùng bà con cô bác. Dạ, ba loại ha anh. Ba loại. Đầu tiên là cây trang tím sen. Rồi cây này sen. Cây thần chậu luôn nha. Nhưng mà thường nó dạng này nó dạng bụi. Đảm bảo là về trồng không có bị xuống lá ha. Đảm bảo luôn. Rồi không có bị rụng lá. Cái này rồi. Nó có chiều cao là 85. Rồi cao 85. Tán ngang đó là 70. Có lên nụ không? Nụ rất nhiều. Rồi. Cây này tàn đặc luôn nha. Cây này mình giao lưu với bà con cô bác anh chị em là giá là 850k bao ship là toàn quốc luôn. Rồi 850.000 bao ship toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0988 166 499. Cây rồi. Số 2 cũng là một cây tím sen luôn. Cây tím sen. Trang tím sen lá nhỏ, này có chiều cao là 75. Rồi tán ngang cũng 70. Cái này rồi. Nó dạng bụi nhưng mà cái này nó lên một củ đặc nè. Cây này mình giao lưu với bà con cô bác anh chị em là giá là 900k bao ship là toàn quốc. Rồi. Cây số 3 cũng là một cây trang tím sen, lá nhỏ luôn, cây thần chậu luôn. Một cốt. Cây này nó có chiều cao đó là 90. Tán ngang nó chỉ 60 thôi. Này nó thoát thân từ đây lên đây là nó 22. Tới đây là 22. Thoát thân 22. Hoành thân là 9. Cây này mình giao lưu giá với bà con của bác anh chị em là giá là 900k bao ship là toàn quốc luôn. 900. Cây số 4 cũng là một cây trang tím sen luôn. Bụi nhưng mà cốt lớn nha. Này nó có chiều cao đó là 85. Tán ngang nó là 70. Này bụi nhưng mà cốt nó to to không à. Cây này mình giao lưu vô con quát là giá là 850k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 5 cũng là một cây trang tím sen lá nhỏ luôn. Cây này nó có chiều cao đó là 85. Tán ngang là 60. Rồi xây vòng ra. Rồi cái này nó thoát thân lên đây chỉ có 11 thôi. Tới đây là 11. Tím sen. Cây nằm chậu rất lâu nha. Cây nó già luôn. 10. Rồi 10, 11. Cây này giao lưu giá là 900k bao ship là toàn quốc luôn. Rồi. Xuống cây. Cây số 6 là một cây kim quýt thừng chậu. Cây này nằm chậu là mười mấy năm rồi đó. Giờ là cái mình giao lưu là luôn cái chậu này luôn nha. Rồi, chậu này là chậu lâu năm rồi đó. Chậu cổ hay chậu gì? Này nó xưa thôi chứ chưa được cổ. Cái này có chiều cao là 100. Tay cành là đã có sẵn luôn rồi nè. Này mình chỉ về anh em chỉ vô dây vô lặn lên cái là nè, tay cành này đó. Trái nhóc kìa nè, ăn được không? Ăn được luôn anh. Rồi ăn thử luôn không? Ăn luôn ha. Rồi ăn luôn. Chua chua ngọt ngọt. Có mùi sao? Mùi nó thơm thơm như là trái hạnh vậy đó. Rồi quay hết clip này nổi không? Nổi anh. Chật lật nghe. Rồi. Rồi cái chiều cao là 90 nha. Trời, cái kim quýt này chị ho được, ăn được. Nó the the như trái hạnh vậy đó mà nó ngọt. Cái này tán ngang nó tới 110 nữa nè. Rồi. Chiều dài á. Đó. Đó, cây này cái là chậu cái... này sao? Chậu này khoảng bao nhiêu năm đây? Chậu này chắc cũng cỡ trên 40 năm rồi đó. Trên 40 năm. Rồi là bán là mà tặng cái chậu luôn hả? Tặng cái chậu luôn. Rồi, tặng cái chậu. Hoành thân là 15 gửi, tính 15. Rồi. Cây này mình giao lưu với bà con cô bác là giá là 4.500.000 bao ship toàn quốc luôn. Là đã có giá tính cái chậu vô luôn đó hả? Tính luôn cái chậu luôn. Tặng chậu luôn đó hả? Tặng luôn cái chậu. Rồi. Đấy xuống đây. Đỡ đi. Rồi, cây số 7 cũng là một cây kim quýt luôn. Kim quýt luôn. Rồi chậu này chậu cây mai đó phải không? Có cái bông mai nè. Chậu này là chậu xi măng. Có chiều cao là 90. Rồi, có vậy thôi. Cậu này mới đây phải không? Mới đây anh, tán ngang là 80 nè. Cái này là cây này về chỉ vô dây cái là mình chơi được rồi. Để gì chơi cũng được, vô lại dây là sẽ đẹp hơn. Hoành thân là 10 gữ, tính 10. Cây này giao lưu giá là 3.500.000 bao ship là toàn quốc luôn. Là có cái chậu luôn rồi đó ha. Có cái chậu luôn. Cái chậu này ship kỹ nha. Cây này 3 triệu thôi, 3 triệu bao ship toàn quốc. 3 triệu phải không? 3 triệu phải không? Rồi lộn.
Rồi cây số 8 là một cây hồng phấn lá nhỏ tàn thông. Cái lô này là lô mới nha, lô vừa rồi là mình đã chốt hết rồi đó. Cái này có chiều cao tới 120 đó. Rồi. Rồi tán ngang đó là 55. Mình này mình bắn cây nha, giờ mình đâu hoành thử cây đầu tiên thôi. À hoành nó 8 nè. Rồi tính là 8 đi. Bổ 8. Đồng là 78. 78. Rồi. Giá là 550k bao ship toàn quốc luôn. Rồi 550.000 bao ship toàn quốc. Cây số 9 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Này đo chiều cao tới 125 nè. Xây vòng tàn cái này. Tán ngang từ 50 đến 55. Giao lưu với bà con cô bác giá là 550k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 9. Rồi. Cây số 10 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Cây này nó hơi lùn hơn nhưng mà tàn nó cũng vẫn đặc nha. Cốt nó cũng lớn luôn. Chiều cao nó thì 100. Cao 100. Cây này cũng giao lưu đồng giá là 550k bao ship toàn quốc luôn. Rồi hoành thân cũng cả vậy, 7 hoặc 8. Rồi số điện thoại của mình là 0988166499. Cây số 11 cũng là một cây hồng phấn luôn. Cây này chiều cao tới 120 đó. Rồi đồng giá 550k bao ship toàn quốc luôn. Tán ngang khoảng nhiêu luôn anh ơi? Tán ngang cây này thì nó 55. Rồi. Đây. Cây số 12 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn, chiều cao là 105. Giá 550k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 12. Rồi xuống luôn. Cây số 13 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Chiều cao là 115. Đồng giá 550k bao ship toàn quốc luôn. Một cốt luôn nha. Cây số 14 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn, có chiều cao là 110. Cây này cũng giao lưu giá là 550k bao ship toàn quốc, nụ rất nhiều luôn. Rồi, cây số 15. Lô này là thần chậu hết phải không anh? Lô này thần chậu hết, cây này cũng rồi. Chiều cao là 100 á. Đảm bảo dạ. Về là không có bị xuống lá nhiều. Không xuống lá, đúng rồi, không xuống lá như cây bướm đất. Giá rồi. Cũng là 550k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 16 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Hoành thì cũng từ 7-8 vậy đó. Chiều cao đó là 110. Đồng giá 550k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 19 cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Có chiều cao là 120. Rồi đồng giá 550k bao ship toàn quốc. Cây số 17. Rồi tán ngang cũng khoảng 50 á. Rồi. Cây số 18 hết phải không? Cây số 18 cũng là cây cuối cùng trong cái lô hồng phấn này ha. Nó có chiều cao là 120. Rồi tán ngang là 55. Giá giao lưu với bà con cô bác là 550k bao ship tới nhà luôn. Cây số 19 là một cây trang đỏ lá kim. Có chiều cao là 70. Tán ngang đó là 55. Đây cái lá nhỏ xíu này ha. Rồi cây hoành thân nó mình nếu mà đo một thân này thôi nó 2 thân. Thân này là nó 11 giữ nè. Toàn bộ lô cây này là thần chậu hết phải không? Thần chậu luôn. Cây này giao lưu giá là 450k bao ship toàn quốc. Rồi. Đảm bảo về là chỉ việc vô cái chậu là trồng thôi, không có đúng rồi. Gì ha. Rồi. Cái này cũng trang đỏ lá kim luôn nè. Có chiều cao quá là 65. Này tán ngang thì nó 50. Cái này nó có nguyên củ luôn. Đây là 14, là hoành thân đó nha, trên này 14, giá 500k bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Cây số 21 là một cây mà trang cam lá nhỏ. Chiều cao đó là 88. Tán ngang đó là 60. Hoành thân xét đáy này rồi 139. Rồi 11. Rồi. Giá giao lưu là 450k bao ship toàn quốc luôn. Cây cũng là một cây trang cam lá nhỏ luôn. Chiều cao đó là 80. Tán ngang đó là 60. Rồi chậm chậm nè, xây chậm rồi.
trang cam cũng thân chậu hết ha. Thân chậu hết. Cây nào bướng đất nói bướng đất nha. Rồi 11. 11. Rồi giá 450k bao ship toàn quốc luôn. Cây số 22, cây số 23 là một cây trang vàng lá nhỏ. Cây thân chậu luôn nha. Mã số là 23. Cái này bụi nha. Có chiều cao là 100. Tán ngang đó là 75. Cái này là bụi. Cái này mình giao lưu giá là 1.050.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cái lô này là trùng với cái lô vừa rồi đó, mình chốt hết rồi đó. Chứ rồi mình có 3 cây nhưng khách đã chốt hết. Thần chậu luôn phải không anh? Thần chậu hết. Toàn bộ này là thần chậu hết. Không có chai hàng bứng nữa. Cái này là mình ship không ship chậu nha. Tại vì mình có bọc lưới cái bầu nữa rồi. Nếu ship là mình mở chậu nha, tại chậu nhựa đi xa là sẽ bị bể. Rồi. Bọc lưới có bể bầu không sao. Đúng rồi. Cái này chiều cao là 100 nè. Rồi tán ngang là 80. Tàn rất đặc luôn. Giá giao lưu với bà con cô bác là 1.050.000 bao ship là tới nhà luôn. Rồi cây này bảo đảm là sống khỏe ha. Bảo đảm sống khỏe luôn. Rồi an tâm. Cây cũng đây là một cây trang vàng lá nhỏ thần chậu luôn, bụi luôn. Có chiều cao là 100. Rồi tán ngang cũng là 80 luôn. Cây tàn đặc luôn. Giá là giao lưu là 1.050.000 bao ship là toàn quốc luôn. Cây số 26 cũng là một cây trang vàng lá nhỏ luôn. Có chiều cao đó là 95. Cao 95. Rồi tán ngang là 75. Rồi xây dòng tàn cái đi. Cây này mình giao lưu với bà con cô bác giá cũng là 1.050.000 bao ship toàn quốc luôn. Cây thần chậu sống khỏe luôn. Đang lên nụ ha. Nụ lên rất nhiều luôn, cây này nụ dữ lắm nụ. Cây mã số 27 cũng là một cây trang vàng lá nhỏ luôn. Có chiều cao là 95. Tán ngang là 75. Cây này giao lưu là giá là 1.050.000 bao ship là toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Bứng bằng quay nè. Bứng bằng quay nè. Bứng bằng quay đi. Nãy giờ không quay số điện thoại vô. Cây này cây gì đây? Để ta dịnh ra. Cây này là cây ngâu anh. Ngâu bự dữ vậy. Chị bên đây, chị bên đây. Ngâu. Một cây ngâu. Rồi chiều cao mình đo bao nhiêu rồi? Chiều cao này là tầm 2m2 á. 2m2. Rồi tán ngang cả 2m đi. Rồi xây vòng lên, xây đi. Xây đi. Đây cô. Cây ngâu. Cây ngâu. Lá nó giống giống như lá nguyệt quế vậy, bông thì bông màu vàng. Lá tròn. Nguyệt quế lá dài. Khoan, rồi quay cái quay coi cái hoành coi. Hoành đây là 32 nè. Tính 31 thôi. Cây này thì nó đâu có đế gì. Nó vậy thôi. Cái này mình chưa mồi đế xuống á. Rồi cây này mình giao lưu với bà con cô bác là giá là 3.500.000 bao ship chỉ 200km thôi nha. 200 hả anh? 200km. Rồi cái anh đo cái thoát thân đó là nhiêu vậy? Tới cái nặng thun á. Đây là 40. Rồi 40. Rồi cây ngâu. Rồi xuống. Xuống nè. Tới cây gì? Tiếp tục là một cây ngâu nữa. Rồi lên luôn, lên cái kia kìa. Cây số 28, cây này hết luôn phải không? Cây mấy? 29. Cây số 29 là một cây ngâu luôn. Cây này cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay nha. Cây này, cây ngâu này mình cắt lại rồi. Có chiều cao là 62. Cao 62 cũng già dữ rồi ha. Già dữ rồi. Quỳnh thân đo ngày nay đi. Quỳnh thân đây là 37. 37. Cây này mình giao lưu với bà con cô bác anh chị em là giá là 3 triệu bao ship là toàn quốc. Đâu anh đo trên cái thân trên nha. Không. Ở trên cái ở đó đi rồi ở trên cái chẳng ba kìa. Chỗ này là 18 nè. Ở dưới này nè cái thân này. Không không không. À đo trên này hả? Không đo, bỏ cái thân đó ngoài đó kìa. Rồi đo này phải không? Rồi đó cũng được, dưới cũng luôn đi. Chỗ đó là 21.
21. Rồi cái mình đó đó. Mình bỏ, này phải bỏ cái thân kia ra. Bỏ thân này phải không? Ừ. Rồi. 27. 27 rồi xen vòng nữa coi. Nó có cái nhánh nó có cái lỗ gì à? Cái này là không sao phải không? Không sao. Rồi cây này tại nó già không thành công. Nó sâu phải không? Ừ. Rồi. Cây này giao lưu giá là 3 triệu. 3 triệu. Bao ship là toàn quốc luôn. Rồi cây này phôi ra toàn quốc luôn. Rồi phôi toàn quốc. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng trong video ngày hôm nay ha. Mình cũng cảm ơn bà con cô bác và anh chị em đã ủng hộ mình trong những video vừa qua. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại vào những clip sau.